để mình tìm xem. Bà con nói ở trong đây người ta cúng rất là nhiều chè cháo. Wow, đúng rồi mọi người. Cả nhà thấy không? Người ta cúng rất là nhiều. Trong đây có ai cúng kiến gì? Người ta đem nến, đem đèn cầy vào đây, thắp hương ở trong nhà vệ sinh này luôn. Bên trong thì mình thấy hình như là cũng tương tự như vậy thôi mọi người. Vẫn là một cái gối màu đỏ, một cái ống và những cái hạt gì đó, vài viên đá nhỏ li ti. Còn ở phía bên dưới chúng ta thấy có một chữ bùa nữa kìa. Hoàng mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng Nắng Tây Ninh. Tiếp tục cuộc hành trình khám phá hôm nay trên đường về thành phố Long An á, Hoàng được người dân giới thiệu ở đây có một căn biệt thự rất là rùng rợn. Rồi người ta lại bỏ hoang phí hơn chục năm nay. Thật sự thì mình cũng không biết như thế nào. Người ta rất là ngại khi mà đi ngang khu vực này á, người ta thường thấy những cái bóng ma lởn vởn ở trong ngôi nhà này, nhìn rất là kinh dị. Để biết thực hư câu chuyện như thế nào, xin mời cả nhà cùng đồng hành với Hoàng. Chúng ta sẽ vào bên trong ngôi nhà để tiếp tục khám phá và tìm hiểu bên trong ngôi nhà này, cũng như là người ta thiết kế ngôi nhà này có kỳ lạ hay là không, và bên trong ngôi nhà này có những chuyện tâm linh quyền bí gì hay là không mà người dân lại đồn đại rất là nhiều như thế. Xin mời cả nhà. Thì đây chính là cái ngôi nhà mà mình nói với mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong cái ngôi nhà để khám phá và tìm hiểu bên trong cái ngôi nhà này nó như thế nào nha quý vị. Đây là tổng quan phía trước của ngôi nhà. Đây là một ngôi biệt thự rất là to lớn nha mọi người. Chỗ này chúng ta thấy cánh cổng đã bị đục và đổ sập xuống. Phía sau đó thấy có rất là nhiều công trình phụ. Ngay chỗ này trước kia có lẽ là một cái căn chòi của chú bảo vệ. Ở ngoài đó có lẽ là các khu nhà vệ sinh. Khi chúng ta mới bước vào cái ngôi nhà, ở đây có hai gian. Một cái gian nhà cũ xưa, có lẽ là được xây rất là lâu đời rồi. Còn cái căn biệt thự phía bên đó là mới xây khoảng vài chục năm trở lại đây thôi. Nhưng chủ nhân của ngôi nhà không muốn phá vỡ bỏ cái căn nhà cũ này, người ta vẫn để nguyên. Vì thế cái ngôi nhà trở nên nhìn nó u ám. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong cái ngôi nhà này để khám phá và tìm hiểu cái ngôi nhà này, để xem chủ nhân thiết kế ngôi nhà này như thế nào. Đứng từ xa phía bên ngoài chúng ta nhìn vào, ở trên cái mái ngói hình như nó đã bị đổ vỡ, có một cái lỗ hổng rất là to. Như thế này nếu mà trời mưa có lẽ là bên trong sẽ ngập nước rất là nặng nề. Ngay gốc cây xanh này chúng ta thấy có một cái bàn thiêng, có một cái bát hương và có một cái chai nước. Có lẽ ai đó đến đây cúng viếng ở trong cái ngôi nhà này. Cái chai nước còn rất là mới. Có cả bánh nữa. Thì mình nghe cái người dân xung quanh ở đây á, họ thường xuyên vào đây để cầu cơ sinh số ở trong cái ngôi nhà này. Mình nghe nói vào những ngày rằm, ngày 30 mùng 1, bà con ở xung quanh đây á, người ta thường mang chè cháo bánh trái đến cái ngôi nhà này, người ta cúng rất là nhiều. Chút nữa sẽ đi xung quanh để xem thử có đúng như cái lời đồn hay là không. Để mình tìm xem. Bà con nói ở trong đây người ta cúng rất là nhiều chè cháo. Wow, đúng rồi mọi người.
Cả nhà thấy không? Người ta cúng rất là nhiều. Đằng kia có một cái dĩa nữa, tô chén dĩa, người ta cúng ở đây rất là nhiều luôn. Trong căn nhà này người ta cúng nhiều lắm mọi người, rất là huyền bí và kỳ lạ ở trong ngôi nhà này. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong đó để tìm hiểu bên trong ngôi nhà này thật sự nó có rùng rợn như mọi người kể hay là không. Cái ngôi nhà này người ta thiết kế nhìn quá chừng lạ luôn mọi người. Nãy giờ mình để ý là như không thấy cánh cửa đi vào. Mình không biết cái ngôi nhà này người ta xây xong rồi đi vào bằng từ cái ngõ nào, đúng không mọi người? Theo như những kiến trúc của ngôi nhà, nếu mà ngôi nhà xây như thế này thì nơi đây chính là có những cái bậc tam cấp, những cái bậc cửa chúng ta đi lên. Còn chỗ này mình không thấy cái cửa đi vào, nhìn rất là lạ. Không lẽ từ ngoài cổng đi vào rồi đi vòng phía sau hè đi lên? Đó là một điều rất là lạ của ngôi nhà này. Khi mà cái kết cấu, cái kiến trúc ngôi nhà này nhìn thấy rất là lạ. Bây giờ mọi người sẽ quan sát và nhìn kỹ phía bên ngoài cái khu biệt thự này, xem cái ngôi nhà này nó độc lạ như thế nào. Đó, thấy không mọi người? Phía bên trước ngôi nhà mình thấy xây giống như là một cái hình bát quái. Một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh, năm cạnh. Phía trước gồm có năm cạnh lục giác. Ngôi nhà kỳ lạ quá. Phía trước đây không có cửa luôn mọi người. Bên hông đây không có cửa luôn. Rồi người ta đi vào cái ngôi nhà này bằng cách nào? Không lẽ từ cánh cổng đó rồi đi vòng ra phía sau hè đi lên? Lạ lùng. Mà đây là cái miếu thờ cũng không phải, một cái nhà thờ trăm họ cũng không phải. Rất là kỳ lạ. Ngay chỗ này mình thấy người ta vào đây thắp hương. Đó, cả nhà thấy không? Đúng như lời đồn, ở đây bà con đến đây thắp hương cúng viếng cái ngôi nhà này rất là lạ lùng. Ồ, đúng rồi kìa mọi người, cái cửa nằm chỗ này nè. Quái lạ thiệt. Cái ngôi nhà này sao kỳ vậy ta? Từ bên kia đi vòng tuốt sang bên này lại là cái cửa bên hông. Ngôi nhà này xây mấy chục năm rồi. Họ lót nền bằng những cái viên đá hoa cương khổ rất là to. Công trình này rất là chất lượng các bạn. Ngay chỗ này thấy có một cái khu vệ sinh rất là kiên cố luôn. Bên ngoài xây xong họ dán bằng những đá xanh rất là to. Đó, mọi người thấy không? Công trình này người ta dùng những cái vật tư cao cấp. Đến cái nhà vệ sinh mà họ dán đá xanh cao cấp như thế này. Để mình đi ra phía sau, xem phía sau đây có cổng đi vào hay là không. Hình như phía sau đây người ta mới vừa đốt củi, hay là có một cái vụ hỏa hoạn gì đó. Mình thấy cái khoảng không ở phía sau này cháy rất là nhiều luôn cả nhà. Phía sau đây mình thấy có rất là nhiều cây dừa kiển rất là to. Ngay cửa đi vào có một bức tranh
Một bức tranh Phật nằm ngay cửa ra vào. Phía bên trái một gian phòng, bên phải một gian phòng. Phòng này có hai cửa, ở đây một cửa, bên đây một cửa nữa. Để mình mở đèn lên, dễ quan sát ở trong những căn phòng này. Wow, đây là nhà vệ sinh rất là to lớn luôn. Bên trong được dán bằng những tảng đá hoa cương, những cái khối đá hoa cương rất là to lớn. Ui ui, nhà vệ sinh quá chừng to luôn cả nhà ơi. Trong đây có ai cúng kiến gì? Người ta đem nến, đem đèn cầy vào đây thắp hương ở trong nhà vệ sinh này luôn. Thật kỳ lạ. Ở trong đây mình thấy có phân con gì. Phân con gì to lắm, giống như là phân con chồn hay là con chuột gì rất là to. Ở đây mình thấy có ống kim tiêm. Lại là ống kim tiêm. Đây là cái gian phòng tiếp theo. Chỗ này mình thấy rất là nhiều đồ vật trong này. Ui quá chừng ống kim tiêm. Người ta vào đây chích rồi bỏ kim lung tung hết mọi người. Đây là gì vậy ta? À, đây là quyển anh bum. Để mình đem ra ngoài sáng xem. Đây có lẽ là quyển anh bum của gia đình. Mọi người nhìn xem nha. Để mình sẽ lật từng tấm hình cho mọi người nhìn xem. Có lẽ đây là những vật kỷ niệm, những tấm hình bum của gia đình. Có cả hình đám cưới nữa mọi người. Cả nhà nhìn xem, hình đám cưới. Hình này có vẻ chụp rất lâu đời rồi. Khá rõ từng gương mặt của gia đình, cô dâu, chú rể cũng như là bạn bè. Nhìn rất là rõ. Đây là cuốn album cưới. Mấy tấm sau này. Ui đây nữa nè. Đây là album cưới. Rất là nhiều ảnh cưới của cô dâu chú rể. Tại sao của anh bum cưới này, khi mà gia đình đã bỏ đi, người ta không đem theo mọi người. Những cái tấm hình phía sau đây á, nó bị phai màu hết rồi, lem luốc không còn thấy nữa. Có lẽ là do ngập nước á. Ui, mấy tấm hình này nhìn ghê quá. Nó đổ màu ra nhìn như là máu vậy mọi người. Lớn quá. Mình sẽ đem lại để lại chỗ cũ. Tiếp tục khám phá những cái gian phòng tiếp theo. Ui cả nhà ơi, chỗ này nhang đèn, giấy tiền, vàng mã quá nhiều luôn. Đó, cả nhà xem nè. Bên đây là những con số. Người ta ghi chữ là cầu cơ. VT 01234567789. Người ta cầu cơ sinh số ở ngay cái văn phòng này. Không lẽ trước kia cái văn phòng này, căn phòng này có gì đó tâm linh bí ẩn
Vì thế người ta đã cúng cầu cơ sinh số ở đây. Bên đây hiện tại mình thấy người ta cúng rất là nhiều luôn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lên cái căn nhà trên, lên cái căn nhà mà chúng ta thấy có cái hình lục giác lạ lùng. Đó chính là nơi này mọi người. Căn nhà thiết kế quá chừng lạ lùng, không có bậc thềm nào lên xuống hết. Từ ở cái căn nhà trên, cái căn phòng khách này, chúng ta muốn đi ra ngoài sân, ra ngoài phía trước khu vườn đó, buộc lòng phải đi ra phía sau hè, đi vòng ra phía sau rất là xa. Wow, chỗ này là cái gì? Người ta cúng quá chừng luôn rồi cả nhà ơi. Ở đây có một cái lọ gì? Một cái lọ gì rất là lạ. Mình thấy có cái chữ gì á, giống như là chữ bùa phải không mọi người? Ở đây có những cái vật gì trong đây? Những cái viên đá li ti, rồi một cái gói màu đỏ. Không lẽ những cái vật này trong cái hũ này người ta đổ ra? Ngộ vậy. À, đây là nơi người ta thờ cúng. Chỗ này mình thấy có một cái bát hương, rồi có một nhánh bông, có bát hương nữa nè mọi người. Bên đây có hai liễn thờ, thờ Quan Công, và bên đó có lẽ là thờ Mẹ Sanh Mẹ Độ. Hai tấm liễn nằm ở căn phòng khách. Trong đây mình thấy có rất là nhiều lá bài, rất là nhiều bộ bài tây. Bên đây nữa nè cả nhà, rất là nhiều bộ bài. Ui cả nhà ơi, mình mới rọi cái đèn vào đây mình nổi ốc cục luôn. Rọi cái đèn vào chỗ này mình nổi hết ốc cục luôn cả nhà. Mình thấy hình như có một cái chữ bùa, phải không cả nhà? Phải chữ bùa không? Wow, bên dưới có một cái hũ nữa. À, cái hũ này hình như là tương tự giống như cái hũ lúc nãy mình thấy ở trên cái lan can. Để xem thế nào mọi người. Cái chữ này hình như là khác cái chữ kia. Và bên trong vẫn có một cái túi màu đỏ và những cái viên đá li ti. Có cái túi màu đỏ nè mọi người. Và có một cái lọ, một cái ống nhỏ nhỏ giống như là cái ống vani thường hay sử dụng trong chế biến thức ăn đó. Một cái ống nhỏ như là ống vani gì đó. Trên đây thì có một cái chữ. Lạ vậy ta. Ngay chỗ này có một cái chữ bùa. Thì cái túi đỏ đỏ đó và cái ống đó, để mình lại đây quay lại cho mọi người xem nha. Đó, cái hũ này nè, rồi cái túi đỏ đỏ này nè. Bên trong cái túi đỏ này là cái gì cả nhà? Những cái viên đá nhỏ 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 nhỏ, rất là nhiều. Nhưng mà cái ống giống như cái ống vani thì mình không có thấy ở đây. Có lẽ nó đã rớt ở đâu rồi. Vậy là có hai cái hũ này. Ngay trong cái hũ đó có chữ bùa. Rồi còn cái hũ này trước kia nó nằm ở đâu? Có lẽ ai đó vào cái ngôi nhà này đã phá phách và lấy cái hũ này đổ những cái vật này ra đây. Chứ thật sự ra mình suy nghĩ, có lẽ là những cái hũ đã trấn yểm ở nơi những góc tường như thế này mới đúng nè mọi người. Để mình di chuyển xem còn những cái hũ nào còn lại hay là không. Hai hũ rồi, để xem. À đây, đây nữa. Chỗ này có một chữ nữa. Chỗ cái chữ này mình thấy hình như là khác cái chữ lúc nãy. Cùng một màu bút mực nhưng cái chữ lại khác. Ui, chỗ này lại có một hũ nữa nè mọi người. Chỗ này có một hũ nữa. Cái chữ này khác hai cái hũ lúc nãy nha các bạn. Nhưng nhìn từ bên ngoài mình thấy bên trong
một cái bao màu đỏ, những cái viên đá và có một cái ống giống như ống vani tương tự. Rồi thật sự mình không có dám mở ra đâu cả nhà, không có dám mở ra, nhìn ghê lắm, giống như mà ai đã yểm bùa vào cái ngôi nhà này. Mình không có dám mở ra. Đây một chữ. Ui, thật sự mình nổi hết óc cục cả nhà, rợn hết người. Chỗ này một chữ nữa. Đúng rồi, đây một chữ nữa nè cả nhà ơi. Và phía dưới đây có một hũ nữa, hũ thứ tư. Bên trong đây y chang vậy luôn. Chỗ này người ta vẫn ỉ một cái chữ bùa. Bốn hũ rồi, đã có bốn hũ. Để xem góc tường này. Quái lạ, đây lại một chữ nữa. Những chữ bùa này khác nhau, không có chữ nào giống chữ nào hết mọi người. Vẫn có một cái hũ nữa. Cái hũ nằm bên trong đây nè cả nhà. Đó, mọi người thấy không? Đây là hũ thứ 5. Bên trên cái hũ vẫn có một cái chữ nữa, nhưng mà cái chữ này khác. Bên trong thì mình thấy y chang vậy luôn, vẫn có một cái túi màu đỏ. Vật dụng thì y chang vậy. Những cái món đồ bên trong mình thấy y chang như vậy, chỉ có khác nhau những cái chữ bùa mà họ dán ở trên cái, ở trên nắp chai thôi mọi người. Này, chỗ này có một cái hũ. Hũ gì vậy ta? Giống như là hũ muối bọt. Cái căn nhà này ghê quá mọi người. Những cái hũ này mình không có dám động vào. Rất là nguy hiểm khi mà người ta đã yểm bùa vào nơi cái căn nhà này, nơi những cái hũ này. Có 5 cái hũ tượng trưng cho ngũ hành, và họ yểm ở trong 5 góc nhà, 5 góc tường ở trong cái căn biệt thự này. Thật sự nhìn rất là lạ. Mình không hiểu sao người ta lại yểm bùa vào trong cái hũ này, hay là người ta cúng. Mà thật sự đây là những cái chữ bùa mọi người. Những cái chữ bùa rồi người ta yểm vào những góc tường. Theo như mình nghĩ, trước kia cái căn biệt thự này đã từng xảy ra những câu chuyện tâm linh huyền bí gì đó. Vì thế chủ nhân đã bỏ đi, và họ đã trấn yểm ở nơi ngôi nhà này 5 cái hũ lạ lùng như thế. Thật sự đúng như lời đồn, chẳng sai chút nào. Cái ngôi nhà này có rất là nhiều điều không thể nào ngờ tới. Nhưng thôi bây giờ, cho dù có thế nào, hôm nay trước tiên mình vào ngôi nhà này bây giờ sẽ thắp cho các chư vị ở đây vài nén hương. Để thật sự nếu mà nơi đây có những cái vong hồn, những vong linh vất vơ vất vưởng ở trong cái ngôi nhà này, cũng sẽ được mình thắp hương cho ấm cúng. Ngay chỗ cái khu gian thờ này á, như lúc nãy mình mới vào chia sẻ với mọi người á, ở trên nóc nhà hiện tại những cái mái ngói á, nó đã bị đổ vỡ. Vì thế nơi đây á, ngay cái gian phòng khách này, nó tạo ra một cái vũng nước rất là to lớn. Bây giờ trước tiên thì Hoàng sẽ thắp hương cho các chư vị ở đây vài nén hương, rồi sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem. Ngay chỗ này có những cây nhang, có những cái hương và những cái lọ hoa. Cũng thấy ở đây có lẽ là bà con mới vào đây có lẽ là khoảng một tuần đổ lại thôi mọi người. Như chỗ này
những cái nhánh cây còn rất là tươi mới luôn. Hôm nay vô tình con đi ngang nơi này và phát hiện nơi này có một cái căn biệt thự bỏ hoang rất là to lớn. Và qua tìm hiểu thông tin bà con đây chia sẻ thì được biết ngôi nhà này bỏ hoang rất là lâu rồi. Con cũng không biết là chủ nhân trước kia đã từng sinh sống nơi đây ra sao. Bà con chỉ chia sẻ là nơi đây trước kia chủ nhân cũng trong cái ngôi nhà này cũng mất vài người. Vì thế hôm nay con vô tình đến đây trước thì cũng thắp cho các chư vị ở đây vài nén hương và cũng cầu mong các hương hồn của các vị ở đây được siêu thoát. Nam mô Di Đà Phật. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi khám phá những cái căn phòng còn lại cũng như là những cái nơi cái gian nhà gỗ phía bên kia. Ngay chỗ này mình thấy có một cái thùng. À không phải, có lẽ đây là cái chân ghế. Cái chân ghế đôn của cái ghế sofa mọi người. Nhìn những tấm tiền mà vương vãi ở đây á, lạnh hết gai ốc mọi người ơi. Rồi hũ gạo muối, ống kim tiêm. Người ta vào đây cầu cơ sinh số rất là nhiều. Cái ngôi nhà này mình thấy chỉ có hai lối ra vào thôi cả nhà. Đó, để Hoàng sẽ đứng đây quay cho mọi người xem. Đây là một cửa ra vào. Một cửa ra vào từ cái căn nhà gỗ. Cái căn nhà cổ ngày xưa bên đây đi lên. Đó, từ căn nhà cổ đi lên có một cửa. Và nó sẽ thông ra đường này, ra phía bên đây. Rồi nó đi thẳng ra nhà cái khu vệ sinh luôn. Đó, căn nhà này nó lạ lùng như thế, chỉ có hai cửa thôi. Chỉ có hai cửa ra vào thôi, còn phía trước là hoàn toàn không có một lối đi nào hết. Bây giờ sẽ di chuyển sang cái căn nhà cổ này, xem ở bên căn nhà cổ này người ta còn lưu giữ những cái kỷ vật gì hay là không. Bên này nhìn rất là dơ mọi người. Ngay chỗ đó có một cái lu nhỏ. Còn phía bên dưới đây á, gạch đá rất là nhiều, vương vãi khắp nơi luôn. Ngay chỗ này có lẽ là trước kia là cái gian thờ chánh của ngôi nhà ngày xưa. Phía trên là mái ngói và nhìn gỗ rất là có giá trị luôn mọi người. Ui, cả nhà ơi, đằng kia mình thấy nữa. Đó, cả nhà thấy gì không? Lại là một cái hũ. Đây là cái hũ thứ 6 trong ngôi nhà này. Đi, để mình lại đó xem. Xem cái hũ này có trấn yểm tương tự giống như là 5 hũ còn lại hay là không. Bên trong thì mình thấy hình như là cũng tương tự như vậy thôi mọi người. Vẫn là một cái gối màu đỏ, một cái ống và những cái hạt gì đó, vài viên đá nhỏ li ti. Còn ở phía bên dưới chúng ta thấy có một chữ bùa nữa kìa. Lại là một chữ bùa. Và đây là một cái hũ thứ 6. Để xem trên nắp như thế nào. Cái chữ ở trên nắp nào mọi người? Có ai đọc được cái chữ này hay là không? Đây là cái hũ thứ 6 trong ngôi nhà này. Không biết ngôi nhà này còn cái hũ nào nữa hay là không. 6 hũ rồi. Cái gian thờ này có một cái lối đi chỗ này rất là chật hẹp. Rất là nhiều đồ đạc, nhiều lắm luôn mọi người. Khi mà chủ nhân đã đi á, người ta đã bỏ lại. Chỗ này có một cái khóm, một cái thớm kẹo. Người ta làm bằng kẹo rồi họ bỏ đây luôn.
những cái viên kẹo người ta sắp xếp lại, kết lại thành một trái khóm. Đó, cả nhà xem nè, những cái viên kẹo oxy, hiệu oxy, người ta đã kết lại thành một cái trái thơm. Người ta cúng ở đây. Có lẽ trước kia cái bàn thờ chỗ này nè, người ta cúng ở đây. Rồi sau này cái trái thơm đó người ta lại bỏ. Ui đây nữa nè cả nhà, những cái vật dụng mà người ta cúng á, bỏ đây rất là nhiều. Chỗ này có một cái lu. Bây giờ mình có cảm giác nổi gai ốc cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu rợn ốc cả nhà. Mọi người xem, khi mà qua cái căn nhà cổ này á, cảm giác rất là lạ nha. Không biết cái căn nhà cổ này trước kia đã từng xảy ra câu chuyện gì. Nổi ốc hết mọi người. Nãy giờ mình ở bên cái căn biệt thự này thì không sao, nhưng khi vào cái căn nhà cổ đó, cái cảm giác nó cứ rợn rợn người. Đi đến đâu nổi ốc cục đến đó. Lạ thật. Ok, nãy giờ thì cũng đã tìm hiểu và khám phá xung quanh cái căn biệt thự này nó rùng rợn như thế nào. Bây giờ sẽ đi về thôi mọi người ơi. Nổi hết ốc cục rồi. Không hiểu sao sang bên căn nhà gỗ đó, cảm giác ốc cục nổi rợn rợn lên, chịu không nổi luôn cả nhà. Còn phía bên cái căn biệt thự này á, tuy nó sầm uất như thế nhưng mà nó không có cảm giác lạ lùng như vậy. Như nãy giờ thì cả nhà cũng đã đồng hành cùng Hoàng, chúng ta đã tìm hiểu và khám phá bên trong cái ngôi biệt thự này nó rùng rợn như thế nào. Bây giờ có lẽ là clip của Hoàng xin phép được dừng đây nha cả nhà. Cả nhà có yêu mến kênh Nắng Tây Ninh thì hãy cho Hoàng xin một like, một lượt chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để tiếp tục cùng Hoàng chúng ta sẽ có những trải nghiệm mới và sẽ khám phá những nơi tâm linh rùng rợn hơn. Còn bây giờ thì xin chào cả nhà. Thank you.